tôi có một chương trình ra ngoại và có sự giao lưu của một số các tỉnh thành xung quanh đây, và hôm nay sẽ có tiết mục ngoài vấn đề ra ngoại ở trên đồi Thiền Văn, chúng tôi cũng ở đây tổ chức một tiết mục, và thậm chí buổi tối sẽ có diễn viên Thang Nở Hồng cho sang mặt kia. Sang mặt từ đồi mà xem mặt chơi ăn long thật kỹ làm sao người cũng nhớ đâu đâu lặng quá. Anh ấy đã dùng năng lượng của cá nhân mình để hút một tấm đá rất là nặng. Xin anh chút ạ, anh đứng đây để cho mọi người tôi xin được phỏng vấn một chút ạ. Trước hết là anh có thể giới thiệu về thân thế sự nghiệp của mình và cũng như là bí quyết gì mà anh có thể hút được cái tấm đá như vậy ạ? Bác Trường cũng nhờ Tuấn Anh đợi chút rồi chúng ta cùng giao lưu với cả mọi người. Xin giới thiệu, tôi học viên cảm xạ của thầy Châu, tôi học được mấy tháng rồi. Thì khi mà vào học cái môn cảm xạ của thầy Châu thì tôi thấy rằng là nó có những cái bài học rất là bổ ích để mà giúp cho mình về tăng cường về sức khỏe này. Và nó còn làm cho mình, cái quý nhất là mình thêm hiểu biết về tâm linh. Mà cái vấn đề này thì bây giờ là trong xã hội chúng ta là ai cũng đều rất là quan tâm, đều phải có một lúc nào đó phải lắng đọng nghĩ lại về cội nguồn. Cho nên là cái bài học, những cái bài học của cảm xạ là vô cùng có ý nghĩa. Thì đấy là cái được nhiều hơn. Nhưng mà cái mà vấn đề mà chúng tôi đang